Ok anh em. Tiếp tục mình làm thử cái test này của thằng Sugar Mạnh cho anh em. Mấy cái này mấy cái test này mình quýnh ở ở Codeland nha anh em. Quýnh mấy thằng Call of Duty nó sẽ rớt ra mấy cái test. Mấy cái bản đồ hay mấy cái thiết kế. Đó. Nó gồm có Vigo nè, Widom, Zugman, Confit, Hamori, Ritren. Mỗi miếng vậy, mỗi cái vậy nó có tôi lầm có Vigo đúng không? Thiếu cái Widom, Zugman, Confit, Hamori, Ritren. Còn thiếu cái Widom nè. Mà cái Vigo thì nó là dư. Thì ép cái này thì anh em bỏ nguyên liệu từng cái ha. Ví dụ như cái Rit Single Linen thì bỏ vô cái trước ép. Rồi cái này có hai corrupted Triton bỏ rồi đúng không? Giờ mình bỏ ba Aram Triton cuối đúng không? Mình bỏ vô ba viên Aram Triton thôi. Một, hai, hai ba. Rồi giọng này vô. Đó. Anh em đừng bỏ một lúc hết cái nguyên liệu này vô, nó không ép được nha. Đó, bỏ từng phần vô ép. Cũng như dốc cách tôi chỉ anh em up cái Rit Single Linen đó, ở clip trước á là ép ép từng điểm ha. Một là mình phân giải 25 món luôn với cái này, còn hai là mình bỏ ví dụ như 7-8 điểm rồi 5 điểm rồi mình lụm mấy cái 5 điểm rồi mình phân giải từng điểm nâng lên. Rồi cái này thì giờ nó còn ba cái Sarak Uniwear Lover Lover là cái bao tay cho mình có không? Mấy cái đó mình lượm ở Sarak Uniwear Lover nè, một hai này. Cái đó mình lượm ở Codeland nè, farm Codeland sẽ rớt rất là nhiều đồ Sarak Uniwear ha. Rồi ok, đủ 3 món luôn. Nó kêu mình Lover thì mình phải bỏ lấy Lover nha nè. Rồi 25 cái size đúng không? 25 cái đền thờ. Cái này cứ lấy ra. Tấm sơi. Rồi mà thứ lấy 5 cái được rồi. C cho nó trên mớt ra xong cái này bấm Ctrl qua ngon kia đủ 25 cái là được rồi. C này quá tà luôn nè. C C Ctrl qua ngon kia nhanh. Rồi full à. Xếp đủ 25 cái mới được nè. Bỏ đỡ rồi nè.
này làm hơi bị mệt luôn, không biết chỗ chứa đủ chưa nè, đủ 25 cái chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 dư luôn đúng không? 25 cái bình thường. Ủa không đủ à? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 à. Dừng. Rồi 25 cái rồi nè. Rồi, đủ rồi thì mình mấy cái này mình thu nó vô. Tình thờ thì chắc để làm này thôi chứ có dùng đâu. Rồi, còn cái xa dắt Illusion thì anh em đi quánh thôi. Quánh xa dắt ở Arc 2 đúng không? Arc 2 ở Alan Katara. Rồi, vô. Rồi, mở cái dòng. Nhớ không làm trophy phi chạy như điên. Giờ mình làm trophy phi rồi nên mình không ép cục đó được cho nên làm trophy phi rất là lâu luôn, ép vô rất là uổng. Rồi giờ mình đặt tay dắt này là ok rồi. Rồi lụm bỏ vô rương nè. Rồi bấm báo rương xong rồi dục cu cuốn này vô sao dắt Illusion ha. Rồi khi mình ép full rồi dạ. Ngứa đít quá, ép full rồi thì nó xanh hết vậy là ok anh em. Xanh hết đúng ok đúng không? Bây giờ mình kêu mình kiếm cái ô ráp này, ô ráp là cái cục này ha. Còn anh em nào không biết thì lại mấy NPC mua. Đó, trong mấy cái này nè có cái cục màu cam nè. Rồi tốn thêm 300 ngàn tiền nữa nha anh em. Đó, 1 triệu, 1 triệu ba mấy đúng không, rớt xuống còn 1 triệu 80 ngàn nè. Đó. Rồi mình đã làm xong cái tên nét rồi, mấy cái kia tương tự. Cái này vô đây. Tự thế nào? Vigo. Bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Đây 1, 2, 3, 4, 5. Còn thiếu một cái nữa ha. Còn thiếu cái bút đầm. Với lại muốn ấy thì ép ra. Xong rồi có cuốn sách kiếm quánh mở mấy cái riêng corrupt tịch Trisua hoặc là quýnh cái con ở trong Godland đây nè. Để kiếm cái gọi là Bura Aegis. Này nó để mình ép với cái sáu cái thiết kế đó ha, là nó sẽ ra khi sử dụng được. Rồi ok, kết thúc phần này đây ha, kết thúc phần internet đây ha, net up Zugerman. Cho anh em hẹn anh em ở clip khác ha, chỉ tiếp. Nói chung là tôi biết cái gì tôi sẽ chỉ anh em cái đó, tôi không bao giờ giấu cái gì hết. Rồi anh ví dụ anh em nào mà có biết những cái gì hay ho mà thấy mình chưa biết thì anh em có thể comment chỉ lại tôi nha, chứ tôi cũng không đang tìm hiểu, nói chung là đồng hành cùng anh em chứ tôi cũng không không rành lắm. À, nhiều cái mình cũng đâu biết đâu, nhiều cái mình cũng đâu biết làm, nhiều cái như cái boss Ceron này nè,
Barcelona này bắt lê chỗ gì Ulo Scatmo vậy nè đó là quýnh con Cicerone này Detroit này tôi chưa biết vô luôn nhưng mà theo tôi biết á, thì vô các land quýnh đồ mấy cái kia rồi ép ép cái emblem này nè ép mấy cái tanet này nè ép 6 cái với thêm cái đu đu gì nãy mình nói đó đu đu la anh git này nè lãnh thành cục gì đó cục đu la anh git này dùng được xong rồi là ép với con mắt này nè con mắt này mình cũng quýnh trong cái con boss con mắt ở chỗ cái đền rồi mình ép với cái cục đó thì nó rỡ là cái Trojan Seer ha vô quýnh con Siron đó nhưng mà tôi chưa làm được anh em khi nào làm được thì chỉ sao hả ok anh em bye bye.